đồng hồ Kim Dung xin kính chào tất cả các anh em. Các anh em đừng quên nhấn vào chữ đăng ký màu đỏ góc bên phải màn hình. Sau khi nhấn vào chữ đăng ký sẽ có biểu tượng quả chuông. Các anh em hãy nhấn vào biểu tượng quả chuông để nhận được video mới và sớm nhất từ đồng hồ Kim Dung nhé. Hôm nay Dung xin được giới thiệu đến tất cả anh em ba chiếc đồng hồ để bàn. Chiếc đầu tiên là chiếc mã số 1 và có tên gọi đó là đồng hồ vai bò. Được xuất xứ từ nước Đức. Chiếc đồng hồ này được chế tác từ một loại gỗ đó là gỗ cherry. Anh em mình nhìn lên cái phần sớ gỗ thì có sự rất là mềm mịn. Và về cái phơm vỏ và phần ngoại thất bên ngoài thì anh em mình nhìn thấy một cái màu vàng sáng. Và cộng với mặt kính mo vàng đồng và một cái viền đồng bật lên sự sang trọng cho chiếc đồng hồ. Thì chiều ngang của chiếc đồng hồ mã số 1 là 53 cm, chiều cao là 22 cm và chiều sâu đó là 14 cm. Anh em cùng mình cũng nhìn thấy sự hài hòa cũng như là về sự chế tác, những cái kiểu cách của chiếc đồng hồ từ màu sắc này. Anh em mình nhìn thấy cái phần dưới chân là còn có cái bệ riêng nè, ha, đó, cái bệ chân của chiếc đồng hồ. Và đường chỉ này là chất liệu đó là đồng, anh em mình nhìn thấy vàng sáng nguyên một cái chiều dài của đường chỉ, nhìn rất là sang. Và mặt kính này là mặt kính mo này, anh em mình thấy chất liệu là đồng. Và cái mặt số này cũng vậy, đây là mặt số của đồng này. Đây là số nổi nè, kim và giờ là kim phúc và chất liệu đồng. Và cơ chế là ba ổ cốt chơi bài nhạc đó là bài nhạc Westminster và 5 gông 5 búa 5 gông đồng. Cơ chế chạy quả lắc. Anh em nhìn thấy cái phần phía trên có cái vỏ gỗ này, thật vỏ gỗ, cái sớ rất là mịn. Thì Dung sẽ test âm cho anh em mình nghe. Thì riêng đặc biệt của chiếc đồng hồ này, cái cơ chế quay kim rất chậm, chúng ta quay chậm thôi, anh em mình quay chậm để nó không có bị lạc cơ. Chiếc vai bò mã số 1, Dung vừa test cái âm cho anh em mình nghe, độ ngân vang rất là cao luôn. Âm thì từng nốt rất là rõ và trong. Anh em mình nhìn thấy đây là cái viền, cái viền phía trên thì một cái đường thẳng và vuông, nhưng mà cái phơm phía dưới này anh em mình thấy đây là cái đường bo tròn nè. Anh em mình có nhìn phía dưới này, chúng ta sẽ nhìn thấy cho chiếc vai bò nó cảm thấy mềm mại. Thì chiếc vai bò mã số 1 này Dung bán với giá đó là 6 triệu. Thì Dung sẽ sang chiếc số 2. Chiếc số 2 cũng là một chiếc vai bò có thương hiệu đó là Kenji, được xuất xứ từ nước Đức. Và
sản xuất vào những năm 1950-1960. Form khá là cổ điển và thường có tên gọi đó là đồng hồ đồ ông sư hoặc là Napoleon, thì anh em mình có thể gọi như vậy. Chiều ngang của chiếc vai bò mã số 2 này là 53 cm, chiều cao đó là 23 cm và chiều sâu đó là 16 cm. Phần phía dưới này anh em mình nhìn thấy đây là một cái đường viền họa tiết chạm tay, không chỉ có phía trước này không mà có cả hai bên luôn. Anh em mình xem về hai bên cũng có đường viền chỉ chạm rất là đẹp. Và chiếc vỏ thùng của chiếc vây bò này làm từ chất liệu là gỗ sồi. Và chiếc vây bò này có một cái màu trung tính, cũng không tối và cũng không sáng luôn. Một màu rất là hài hòa, chúng ta rất là dễ trưng bày. Và cái phần kính, viền kính này cũng là viền đồng, kính mo. Mặt phía bên trong, đây là mặt số in. Và chiếc đồng hồ này có một chế độ đó là silent, tắt chuông đêm. Anh em có thể mình có thể để trong phòng ngủ hoặc là phòng làm việc thì chúng ta sợ ồn á, thì chúng ta có thể gạt cái cần này nè, gạt lên phía trên thì đồng hồ vẫn hoạt động rất là tốt, rất là bình thường, nhưng chỉ có khỏi việc là không dạo nhạc và không điểm giờ thôi. Chiếc đồng hồ này cũng gồm 5 gông 5 búa, cơ chế chạy quá lắc. Và chơi bài nhạc đó là bài nhạc Westminster, thì Dung sẽ dạo nhạc cho anh em mình nghe. Và chiếc vai bò mã số 2 có thương hiệu Kenji, xuất xứ từ nước Đức, đã kết thúc một giai điệu rất là du dương. Và Dung sẽ quay về phía trên cho anh em mình xem. Đó, cho anh em mình nhìn thấy một cái form, form chiếc vai bò cổ điển và hoài cổ. Thì chiếc mã số 2 này Dung cũng bán với giá đó là 6 triệu. Chiếc vai bò này từ vỏ cho tới máy nặng lắm anh em, nặng gấp đôi chiếc số 1 nãy Dung giới thiệu luôn. Chiếc vai bò mã số 3, mã số cuối cùng. Chiếc vai bò mã số 3 này có thương hiệu đó là Whisper và xuất xứ đó là từ Mỹ. Chiều ngang của chiếc đồng hồ này là 54 cm, chiều cao là 25 cm và chiều sâu là 11 cm. Thì vỏ gỗ của chiếc đồng hồ này là làm cũng chế tác từ gỗ cherry, và màu của chiếc đồng hồ này là màu mahogany. Anh em mình có thể Dung sẽ nói dễ hiểu hơn, đó là màu rượu chát, một cái màu rượu sậm. Thì tại vì theo thời gian thì cái vỏ gỗ này có sự sậm xuống, và khi anh em mình ra sáng thì sẽ thấy cái ánh đỏ lên phía trong cái nền của chiếc đồng hồ này. Và phần đặc biệt nữa là đây là cái veneer là của một loại gỗ cao cấp, đó là gỗ ốc chó này. Anh em mình nhìn thấy những cái nét phân nu dưới này, phía màu vàng bật lên sự sang trọng cho chiếc đồng hồ. Và cái viền kính này, viền kính này là chất liệu đồng, mà kính mo là viền phía trong này là bằng nhôm, đây là số nổi. Và cơ chế của chiếc đồng hồ này gồm hai ổ cốt,
thì 30 phút sẽ điểm một lần, và tới 60 phút mấy giờ sẽ đánh mấy tiệm mấy tiếng để mà báo giờ. Thì phía trên cái vỏ này anh em mình thấy có một cái chớp này tạo cái độ nhìn, anh em mình nhìn rất là thon thả cho chiếc đồng hồ, nhìn cảm giác là đồng hồ của chúng ta cao hơn. Thì Dung sẽ test giờ cho anh em mình nghe. Chiếc đồng hồ này gồm có hai gông hai búa và hai gông đồng bạch. Anh em mình nhìn thấy cái phần dưới này nè, dưới đây xuất xứ từ Mỹ. Chiếc đồng hồ hai ổ cốt mã số 3 này Dung bán với giá đó là 4,3 triệu. Thì Dung vừa kết thúc xong chiếc cuối cùng cho anh em mình. Anh em mình có thể mà nào mà cần thêm những cái hình ảnh và chi tiết máy móc á, có thể gọi cho Dung hoặc là add Zalo của Dung qua số đó là 0939 119 604 để Dung tư vấn và gửi thêm chi tiết hình ảnh máy móc cho tất cả anh em. Dung cảm ơn tất cả các anh em đã lắng nghe và theo dõi video của Dung. Dung hẹn gặp lại anh em trong video kế tiếp nhé.